Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, phần lớn các thành phố trung tâm đang trở nên đông đúc, dẫn đến nhu cầu nhà ở tăng cao ở các khu vực này. Giới hạn về không gian đất cùng với những mối quan ngại khác như là xu hướng già đi của dân số, nhu cầu về những ngôi nhà phù hợp cho sức khỏe và sự an toàn của người già và trẻ em cũng ngày một tăng cao. Giải pháp toàn diện Panasonic xác định được những quan ngại này và mang chất lượng của những ngôi nhà thành thị Nhật Bản đến với thế hệ người tiêu dùng mới, từ thiết kế và xây dựng đến thiết kế nội thất và bảo trì hậu mãi. Panasonic phục vụ một giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu về nhà ở của bạn. Được thiết kế dựa trên 3 tiêu chí cơ bản của giải pháp căn hộ Panasonic: sức khỏe, sự an toàn và thoải mái. Căn nhà Panasonic lý tưởng là không gian để bảo vệ những người thân khỏi ô nhiễm và những nguy cơ đe dọa sức khỏe, mà vẫn giải quyết được vấn đề giới hạn không gian, để đảm bảo một ngôi nhà an toàn và thân thiện cho cả người già và trẻ nhỏ. Nhằm nâng cao chất lượng của không gian sống, công nghệ IAQ của Panasonic được kết hợp với giải pháp chiếu sáng thông minh để tối đa hóa năng suất và mức độ thoải mái. Công nghệ IAQ hay còn được biết đến là Vuatech cho phép người sử dụng điều khiển và giám sát chất lượng không khí bên trong ngôi nhà. Cùng với hệ thống thông gió toàn diện, chúng tôi có thể tạo nên môi trường tối ưu cho không gian sống lành mạnh. Hệ thống chiếu sáng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra bầu không khí phù hợp cho mọi dịp. Công nghệ chiếu sáng cộng hưởng của Panasonic mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa các thiết bị chiếu sáng để tạo ra một không gian làm việc lý tưởng nhằm tối ưu hóa năng suất công việc. Giảm ánh sáng trước khi đi ngủ giúp làm tăng cường chất lượng giấc ngủ. Điều này cũng làm giảm mức độ tiêu thụ năng lượng, đồng nghĩa với giảm hóa đơn tiêu thụ điện. Hơn thế nữa, mọi thứ có thể được điều khiển dễ dàng qua máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, mức độ tăng trưởng dân số cao dẫn đến sự thiếu hụt về không gian sống. Một trong những vấn đề đau đầu của các nhà thầu xây dựng thành thị là làm thế nào để tối đa hóa không gian sống trong các căn hộ. Phong cách thiết kế nội thất Panasonic có thể tối đa hóa hiệu quả một không gian sống nhỏ bằng việc sử dụng chính không gian đó vào mục đích lưu trữ mà vẫn bảo toàn các lối đi trong căn nhà. Công nghệ xây dựng độc đáo Panasonic sử dụng vật liệu khô để làm tường bên ngoài, cho phép các căn hộ có thể được xây dựng ở những không gian hẹp, thậm chí là ở giữa các tòa nhà. Già đi là điều không thể tránh khỏi, và phong cách cũng như nhu cầu sống của chúng ta sẽ thay đổi theo thời gian. Chức năng của ngôi nhà cũng vì thế mà thay đổi, theo nhu cầu sử dụng của mỗi thế hệ. Thiết kế toàn cầu đảm bảo rằng ngôi nhà thân thiện với mọi người, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người tàn tật. Tính di động và chất lượng cuộc sống tăng cao, trong khi thiết kế nội thất vẫn được đảm bảo về cả chức năng và thẩm mỹ. Ví dụ như tủ quần áo di động có thể tháo lắp dễ dàng để thay đổi thiết kế của căn phòng tùy theo các nhu cầu ở các giai đoạn khác nhau của người sử dụng. Thiết kế toàn cầu Panasonic mang đến sự yên tâm cho mọi người và tạo ra không gian sống an toàn, thoải mái cho tất cả. Panasonic đã sáng tạo nên rất nhiều sản phẩm và cơ sở vật chất để hỗ trợ cho sứ mệnh của chúng tôi là tạo nên không gian sống thành thị lành mạnh, an toàn và thoải mái cho mọi người. Giải pháp an ninh của chúng tôi mang đến sự an tâm cho dù bạn đi bất cứ đâu. Phong cách bếp và phòng tắm hiện đại được tối ưu hóa cả về chức năng lẫn diện tích lưu trữ. Hệ thống bồn vệ sinh không bình chứa, có đủ nước để xả nhưng không làm tốn diện tích, nhờ thiết kế loại bỏ được bình chứa nước lớn. Thiết kế tầng 2 lớp Panasonic xây dựng một lớp trống để lắp đặt hệ thống ống nước của ngôi nhà. Nhờ đó, công việc bảo trì sẽ được thực hiện nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến trần nhà hàng xóm của bạn. Panasonic chính là giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu về nhà ở của bạn. Với những công nghệ và giải pháp độc đáo, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để tạo nên không gian sống lành mạnh, an toàn và thoải mái cho tất cả mọi người. Panasonic